Xin chào anh em, đây là BIMDUC Vision DC Roadster, chiếc concept mô tô điện mà BIMDUC mang đến cái Frankfurt Auto Show để cho mọi người coi. Thì anh em có thể thấy rằng là nó cực kỳ ấn tượng, cực kỳ là tương lai. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng để anh em xem là cái DC Roadster này nó có cái gì hay. Rồi, anh em có thể thấy là nó có một cái kiểu dáng rất đặc biệt, tức là từ trước giờ chúng ta chưa bao giờ thấy một cái xe như vậy. Cái khu vực ở giữa cái xe là cái khu vực để cái động cơ điện cũng như là pin của nó và những cái thành phần khác của cái xe, nó sẽ bám vào, nó sẽ kết nối vào cái xe qua những kết nối như rất là ấn tượng. Đây là cái góc nhìn từ phía trước tới, anh em thấy cái đèn lộ thiên, nó lộ ra rất là ấn tượng. Đó. Những cái dãy kim loại bên trên giống như là hệ thống giải nhiệt cho cái đèn đó, và cái chữ BIMDUC Motorrad nó hiện lên trên cái đèn. Mình nghĩ rằng là thực tế họ sẽ cần những cái thứ để bảo vệ cái đèn chứ không thể để lộ thiên như vậy được. Rồi, cái bánh trước thì nó được gắn vào trong cái xe bởi hai cái càng hai bên. Cái bánh trong cái trưng bày này thì nó trơn, nó không có gai. Dĩ nhiên các bạn phiên bản chạy bình thường này phải có gai. Và hai bên cái bánh trước nó có hai cái thắng đĩa rất là to, bởi vì những cái xe mô tô hiệu năng cao thì nó cần có cái thắng đĩa to như vậy đảm bảo an toàn, đảm bảo thắng được. Đó, và hai cái kẹp giữ cái bánh xe như em thấy rằng đã được làm nhìn rất là chắc chắn và sơn kiểu hoàn thiện kim loại rất là ấn tượng. Ở đây chúng ta có thể thấy được cái phuộc trước và nó có một cái phần hỗ trợ bên trong nữa, thì nó không phải là phuộc trực tiếp. Đây là cái ghi đông xe, thì anh em thấy rằng là chúng ta sẽ có cái tay nắm có vẻ như không phải là hình tròn, thực tế chắc sẽ là hình tròn, không phải hình này. Rồi có cái thắng nhìn rất là ngầu ở đây, cái thắng nó có cái chữ rear đó. Và anh em thấy cái bình dầu, tức là thắng bằng dầu mà. Nhìn hai bên hai cái nhìn rất là ấn tượng. Đó, cái phần bàn thờ cũng rất đơn giản, chúng ta có một cái màn hình LCD nằm ở bên dưới, gần gần cái vị trí mà cái nắp bình xăng, nếu mà anh em đi cái xe có cái nắp bình xăng. Đó. Rồi em thấy rằng là cái ghi đông nó bám vào xe bởi những cái kết nối màu trắng này nọ rất là đẹp. Và nó có những cái phần giống như là ống nước tiếp nước được kết nối bởi những cái chạng ba vào trong xe như vậy. Đó. Về cái thân chính của xe thì em thấy rằng là nó ôm theo cái ghế ở bên trên và nhìn rất là gấu. Thắng xe là màu trắng. Đó, cái phần phía dưới là màu trắng. Còn đây là cái phần cánh để mà lấy gió làm mát xe. Khi nào anh em đi nhanh hay đi chậm thì cái cánh nó sẽ xoay sang những hướng khác nhau. Đó. Nhìn rất là đã. Đây là cái chỗ mà để chân, chứ không phải là cái để chân lên trên cái cánh, đừng có nhầm lẫn. Đó, đây là cái phần truyền lực giữa cái động cơ để dẫn xuống một cái lap xuống phía cái bánh sau. Đó, chuyển động phía sau. Và em thấy là cái bánh sau nó gắn vào trong cái thân xe ở một bên thôi, tức là một bên chứ không phải là hai bên như bình thường. Đó. Bánh sau rất là hầm hố. Và dưới cùng của cái yên á, thì chúng ta sẽ thấy một cái đèn hậu cũng rất là lộ bên ngoài, nhìn cũng rất là ấn tượng nữa từ xa. Và anh em thấy rằng cái in nó được chống lên bởi hai cái tuyếp nước, nhìn rất là ấn tượng. Và nhìn bên trong thì chúng ta thấy một cái nhúng nữa, cái hệ thống nhúng của xe này nhìn rất là ngầu. Và cái phần CNC nhôm của khung máy nhìn rất là hiện đại, nó sập sập. Em nhớ là cái xe này nó được làm bởi những cái nhôm CNC chứ không phải là cái khung thép kiểu truyền thống của làm mô tô độ phân khối lớn nữa. Đó, cái máy nhìn từ phía trước. Hai cái cánh hai bên nó chui ra, anh em có thể tưởng tượng là nó rất là quen thuộc, bởi vì BIMDUC nó có cái xe R90 rất là classic của nó. Nó cũng dùng cái động cơ Boxer và nó có hai cái nòng lòi ra hai bên nhìn rất là ngầu. Cái xe này mã là 014 Vision DC Roadster.
Mình nghĩ rằng cái này BIMDUP họ làm để thể hiện cái tầm nhìn của họ, khả năng của họ, chứ thực tế thì chúng ta sẽ không có một cái xe như vậy để chạy ngoài đường, hoặc là cái gì đó cũng rất là phải được đặc biệt. Đây là từ phía trước tới, nói chung là nó thể hiện cái khả năng cơ khí, cái khả năng máy móc, cũng như là cái khả năng làm những cái xe. Bởi vì đối với BIMDUP á, trải nghiệm lái là một cái gì mà họ luôn luôn nhắm tới. Make like a ride, đó là cái mà slogan mà BIMDUP họ đang hướng đến. Rất là ngầu. Xe chạy điện, không phải chạy xăng. Chi tiết về điện thì mình chưa có, BIMDUP họ cũng không có nói cho chúng ta biết rằng là cái xe này sẽ vận tốc như thế nào, tăng tốc thế nào, đi được quãng đường bao nhiêu này nọ thì chúng ta chưa có. Quá đẹp. Rồi, xin cảm ơn anh em.